Hi, chào mừng các bạn đến với kênh Minh Phương Vlog. Các bạn ơi, hôm nay Phương trở lại thăm cái vườn hoa hướng dương. Hoa này nở rất là đẹp bạn, bây giờ hoa nở rất nhiều. Chỗ cánh đồng hoa hướng dương này ngày trước em trai là trồng á, nó hoa nở ít thôi, nhưng mà hôm nay thì lại nở rất là nhiều rồi. Mà chỗ chỗ đó vườn hoa này bạn, em trai trồng bỏ giá sỉ rất là rẻ, rất là thấp luôn các bạn. Công phải nói là công lao cực khổ trồng một cây hướng dương để ra bông đó, mất khoảng hết 75 ngày các bạn, từ ngày gieo giống đến đến ngày mà xuất đem đi bán hoặc là khoảng 75 ngày. Là loại hướng dương cao này, còn loại hướng dương lùn thì có ngắn ngày thì có ba mấy ngày các bạn. Này là hướng dương cao nên 75 ngày mà trồng rồi chăm sóc tưới nước bón phân phải nói quá trình rất là cực khổ, nhưng mà khi cho ra thị trường bán thì giá chỉ có giá mà cây hướng dương này bạn đẹp nhất là 50 ngàn một cây, còn mà cây nhỏ nhỏ hơn nữa là 40 ngàn tại vườn em bỏ các bạn. Nên hôm nay Phương lại thì thấy bà con cũng lấy nhiều lắm, người ta mua về tại vì còn có mấy ngày nữa là Tết đến rồi nên họ cũng tranh thủ. Bông nở rất là nhiều các bạn, bông nở đến nỗi mà cái những cái đọt của nó nặng quá nó phải sụ xuống luôn. Em chăm sóc rất là tốt, có kỹ thuật. Có nhiều vườn Phương Lợi Phương tham quan cũng thấy ít lắm, bông nở ít lắm mà cây nó cũng ngắn nên Phương không có vô quay các bạn. Phương tìm những cái chỗ nào mà đẹp chia sẻ với các bạn. Giá thành nó lại thấp. Em là ngày trước có một một vườn hoa Vạn Thọ mà ngày trước Phương cũng có đã làm một clip đó vườn bạn. Vạn Thọ của em trồng cũng nhiều lắm. Em này có nói chung được vào đây ở với ở ngoài quê nhưng mà vào đây ở chung với ba mẹ. Năm nay cũng hơn 20 tuổi rồi mà đã phụ cho ba mẹ hết 10 năm trời nên có kỷ niệm, có cái kỹ thuật tay nghề cao. Năm nào em cũng trồng các bạn, cùng hộ gia đình trồng. Cứ gần Tết khoảng 3 tháng là bắt đầu cho đi mua hạt giống về từ nhãn thọ, mồng gà, hướng dương. Nhãn thọ của em ra bông cũng đẹp lắm. Nói chung em trồng rất là nhiều loại bông ở khu vực này. Có một loại mai nữa. Mai cũng đẹp lắm, mai bự bự, cánh bự, lá bự. Rồi một loại hoa cát tường cũng đẹp lắm. Nó gần giống như hoa hồng nhưng mà cái bông hoa nó mỏng như giấy mà, nhưng mà nó nhiều màu, màu vàng, màu tím và màu hồng. Nhưng mà Phương thích nhất là cái loại hoa hướng dương này, lại quay nguyên cánh đồng quần thực quần rực luôn y như là cái hoa Vạn Thọ vậy. Và các bạn thấy không, hoa nào bông lấy rất là đẹp mà to, nó nặng xuống luôn bằng cây luôn các bạn. 50 ngàn một cây như vậy thì một chậu một cặp như vậy có 100 ngàn, mình để trong nhà mấy ngày Tết nó đẹp, nó thấy có mùa xuân. Nhiều bà con người ta đến ủng hộ tại thấy giá rẻ các bạn. Thì năm nay em bây giờ này mà đã có nhiều người đến lấy cũng hết sớm thì nó cực vất vả nhưng mà kệ, bán hết sớm thì mình được khỏe. Em này cũng hiền, vui tánh, nói chuyện rất là niềm nở. Phương vào Phương xin quay thì em vẫn là vô tư vui vẻ đồng ý các bạn, không nói tiếng nào. Nên vậy Phương cũng lại đây quay hết nhiều lần lắm rồi. Còn nhỏ mà chịu cực chịu khổ phụ giúp cha mẹ trồng làm vườn trồng hoa. Đâu chút nữa hiện giờ em đang ginh hoa bạn, tại xe tải lại lấy rồi xe ba gác rồi ta lấy hoa đem về á. Em cũng đang ginh này, Phương tranh thủ Phương qua cái vườn cái chỗ hoa hướng dương này nè, cái vườn hoa hướng dương này Phương quay thì tí nữa Phương sẽ quay lại cho bạn xem. Đây em đang ginh hoa để mà giao cho xe nè các bạn.
Ghim nặng lắm á, gần 5-60 kg. Cái hướng dương này nó có một loại lùng cây nữa. Cây nữa. Anh thấy có một loại thấp nữa đằng kia, anh trồng loại thấp thấp đó. Ở đâu? Đằng bên cầu Dạch Cha đó. Gần cầu Dạch Cha có một cái chỗ làm rau cải, họ trồng cái cây được con nửa cái này à, nó không có cao. Nó trồng không phát. Cái loại đấy nó giống gì nhỉ? À. Trồng không phát đấy, nó lùn. Lùn đúng rồi, nó lùn lắm. Không. Giống này là giống lùn. Không, cái này là đâu cao ha. Giống này là từ đây nó đã ra bông nè. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này là ngắn nhất rồi, còn loại cao nó loại 3 tháng rưỡi, còn cái này loại có 75 ngày, loại này còn nó trồng nó hơn sóc như mình. Ừ. À đẳng là nó thấp nè, thấp hơn qua, nữa là bông rồi đó. Trồng có nhiêu nữa. Qua trên Đà Lạt đây, nó có chỗ trồng hướng dương thì nó thấp lùn, còn cái loại kia là cái loại khác nữa. Đó là giống của nó luôn ha. Cái loại là giống đó, là giống ấy, giống Thái mà giống Thái thì nó khác nữa, giống Thái mà cái bông nó khác luôn. Cái giống này là cái giống cái kia nó một bông một thôi. Nó bông một là nó nằm ở ngoài ba tháng rưỡi. Nằm ở từ đó em. Cột đâu mà. Yeah. Cột chưa? Đi. Cột đi đâu. Cái này mà qua Tết thì mình trồng nó cũng vậy, không sóc thì nó cũng một tí. Có khoảng 8 mét. Nhưng mà qua Tết mình đâu có trồng hướng dương nữa. Qua Tết là trồng dao ha. Qua Tết trồng. Còn cái này là trồng ngắn ngày nhất á, tại Tết mình phải chăm sóc nó cao. Bao nhiêu ngày là ra được cây bông vậy hả? 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi. Ở 75 ngày. 75 ngày đúng rồi. Còn cái loại mà một cây một bông lên là nó nằm 3 tháng rưỡi. Cái gì một cây có bông một hả? Ừ. Kỳ á. Cái loại đó là loại giống ngày xưa. Còn loại này giống giờ. Trồng đó là cây có bông. Lớn. Ừ. Nhưng mà vậy cũng không đẹp, có bông lên có là giống ngày xưa. Mà về nhà vậy là ai ở đó trồng. Ta không bỏ bớt rồi. Ít bông quá. Chưa. Rồi đi. Ôi ngã. Cứ cột ra. Làm gì buộc ở dưới không buộc mình làm gì đó. Hả? Sao mà nó chắc sao nó đổ từ trên anh xuống chứ mình nhìn phải đổ từ. Ồ trồng đã đòi bán 50.000 chậu, 100.000 cặp quá vậy. Hồi bữa hôm qua là bữa hôm kia là hỏi bên đi quay bên Bình Mỹ á là 140 cặp mà cây nó không có được cây vậy đâu. Đúng rồi, đang trồng không được nhiều như ở đây. Đây mình trồng mấy ngàn cây. Bỏ nó trồng chừng tối đa được phân nửa này là nhiều rồi, phân nửa không tới phân nửa nữa. Mà ai mà biết là đỡ được nhiều tiền lắm á. Tự bản chạy qua đây đó nhiêu, từ đây cầu Dạch Cha đâu có nhiêu đâu, 5 phút một hồ à. Bình Mỹ qua cầu Dạch Cha là xã Bình Mỹ rồi. Người ta không biết, ta vô đó mua là mất một cây mấy chục ngàn, 10 cây và mấy trăm ngàn. Mà họ bán họ lấy lần mấy chục cây chứ đâu lấy ít. Chắc chưa? Ừ. Dễ dở lên đồng á. Nào, 1, 2, 3. Đi từ từ. Em trai chủ vườn các bạn. Làm từ sáng tới trường, chưa không nghỉ trưa. Mới 23 Tết đã đuối vậy. Nhưng mà vậy nó cực mà nó có tiền cũng đỡ. Sao mà nó ngã hay là trời ơi ngã quá trời quá đó. Cái này cho đi luôn hả? Dẫn một cây bỏ ra ngoài luôn. Cái này cho đi luôn.
cái mai gì á, mai gì bệnh quá nó quên. Mai hoa đăng. À mà nó nở, bắt đầu nó mới nở rồi đó hả? Vâng, giờ chuẩn bị hết rồi này. Hướng dương cũng gần hết luôn nè, hướng dương. Bông hướng dương da từ trên tới dưới luôn, da mà gãy cái đọt luôn á. Bông da quá nhiều, chịu không nổi. Mới ngày 23 là đã liên tục rồi, đuối rồi. Từ sáng tới tối hả? Mấy giờ? Đã được nghỉ đâu. Chưa đâu nghỉ. Nhưng mà tối ngồi được nghỉ sớm không? 8-9 giờ là ngưng rồi phải không? Tùy nữa, họ mà nấy muộn thì cũng phải 11 giờ. Ồ vậy đó hả? Vất vả cái ngày Tết.